Xin chào toàn thể quý bà con anh chị trên toàn quốc nha. Lời nói đầu tiên em xin kính chúc quý bà con anh chị mình gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và vạn sự như ý. Hôm nay em có gửi đến quý bà con anh chị mình một số cây cảnh như là trang, mỹ hồng, mai. Địa điểm đây là khu vực Bình Dương B, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0918864880, đó cũng là số Zalo em nha. Mọi chi tiết liên hệ thương lượng qua điện thoại để giúp em. Dạ, em tên Kiệt. Rồi, để tránh mất thời gian theo dõi kênh, em sẽ vô cây thứ nhất, cây mỹ hồng nha bà con. Cây mỹ hồng này mới nó một cốt nha, nó lắc nha bà con. Đó. Em vừa mới vô nước dây xong. Cây này bà con chăm về là rất đẹp nè. Tay chi cành nó đều hết nha bà con. Tết nay là mình chơi bông ok nha. Rồi em cho cái thông số nha. Rồi chiều cao là 1m2. Rồi cái tán lá là 1m3. Cái hoành thân nơi đây nó là 19 nha bà con. Cái này mình tính là 17 thôi nha. Đây có kèm thêm cái cây kẽm. Độ thoát thân nó lên cũng đẹp lắm nha. Rồi độ thoát thân nó là 12. Cái đường kính bầu này là 30. Ở dưới này có đế nghe, em không khai thác xuống nha, em giữ tàn nha bà con. Cây này lắc lượng đẹp lắm nha. Trực lắc nha. Chỉ cần là hết sảy luôn. Rồi em xin giao lưu cây này với bà con giá là 3.500.000 nha. Em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 2 nha bà con. Mã số 2 là trang đỏ lá nhỏ, trang xưa nha bà con. Cây này nó lắc giọng dáng lông nha bà con. Cây này dòm mới rất dễ thương, nhìn ngoài nó dòm thấy nó điểm lắm. Về bà con chăm xương lại là ok nha. Cái này nó có cái đế, nó là bộ dáng thế, nó cũng là dạng thú nha bà con. Nó già, nó u nần hết rồi. Em không khai thác xuống nghe, cái này có đế hết nha bà con. Nhắc lại là trang xưa nha bà con. Rồi em cho nó thông số nha. Cao là 1m05. Tán lá đây là 80. Cái độ thoát thân là 20. Cái cây này là em đo là 17 nha bà con. Cái này là gần 19, mình tính 17 nha. Rồi cái cũ nó là 25. Cái đường kính bầu nó là 40. Cái này lắc giọng lông dáng nha bà con. Cái này xin Zalo với bà con gần xa mình là 2.500.000. Em bao phí ship nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 3 nha. Cây này là trang đỏ lá nhỏ, cũng là trang xưa nha bà con. Cây này bộ đế nó là, nói chung ra là khá là đẹp nha bà con. Cây thì nó u nần hết trơn rồi. Cây này tầm mười mấy 20 năm rồi. Chủ nhà báo. Tay chi cành này là nó phóng bốn mặt hết nha bà con. Nó lên rất nhịp nhàng. Cái thân chủ thì lắc nha. Bà con theo dõi mẹ em kính tàn hết nha bà con. Còn bộ đế nó đây. Bộ đế nó 24 giờ luôn. Em không khai thác xuống nha, tại cái này cây tàn, về bà con cứ khai thác nhẹ xuống cái là rất đẹp. Rồi em cho cái thông số nha. Cao 1m3. Tán lá 1m2. Cái vị trí hoành thân nơi đây là nó là 21 nha bà con. 21 nha. Cái cũ nè, nở lắm nha. Đây, cái cũ này tới 32. Đế có luôn nha bà con.
Tổng cái vành đế này 60. Cái đường kính bầu là 40. Rồi em đo cái độ thoát thân này là 25. À. Cây này là bonsai nha bà con. Bà con về chỉ là bỏ công ra chỉnh sửa ngắm nghía nhẹ lại cái là bắt đầu nó thành phẩm luôn nha. Em chỉ là múa một hai đường dây cho bà con nó có dạng có thế hết rồi bà con về chỉnh sửa cho nó tỉ mỉ hơn. Rồi em xin Zalo giúp bà con, cây này giá là 4 triệu nha, em bao ship toàn quốc. Tiếp tục đây là cây mã số 4 nha bà con. Cây này cũng là chăn đỏ lá nhỏ luôn, chăn xưa, cái này nguyên một cụm nha. À, cụm thằng đa nha bà con. Cái này bonsai là bà nó múa ra nó ra lông lá ra bonsai đẹp lắm nha. Chăn xưa nha bà con. Chiều cao là 39. Cái tán cụm là 40. Em đại diện một cái thân nha. Em đại diện một cái thân này. Đây đi. Rồi, đại diện cái thân này là 14 nha bà con. 14. Cụm này có đế đẹp đấy nha bà con. À. Tổng hình đế là 56. Cái đường kính bầu 40. Cái này xin Zalo với quý bà con giá là 2 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Rồi, tiếp tục đây là cây mã số 5 nha bà con, cũng là chăn xưa nha, chăn đỏ lá nhỏ. À, cây này nó một cốt nó lên nha bà con. Cây này nó lên cái phom dù nha. Nó ra lông lá bà con bẻ phom dù rất đẹp. Nó có cái chi tử nha, em để cho bà con xử lý nha. Thích chơi chi tử thì mình nuôi nó, mình múa nó ra khúc dưới này nó rất đẹp nha. Còn không thì mình tán bỏ nó luôn. À, mình chơi một cốt này. À. Này em tán bỏ cái chi thừa nha. Em chưa xử lý keo, để chút em xử lý keo luôn. Cao này tính 1,5 m đi bà con. Cái tán lá 1 m nha. Em quánh nguyên cái cũ là 24. Rồi em đo một cái thân. Thân này em đo khúc trên nha, khúc dưới nó nở nha bà con. 16 nha, ở dưới cỡ 17,5 18. Đường kính bầu 40. Buổi chiều xe cộ hơi đông bà con thông cảm giùm em nha, nó hơi ồn tí. Cái này xin Zalo với bà con giá 1.700.000, em bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 6 nha bà con, cũng là chăn đỏ lá nhỏ nha, chăn xưa nha. Cái này nó có cái phom bay nha bà con. À. Bà con thích để cái này thì để, không mình tán mình tháo bỏ cái này luôn cũng được. Cái này mình làm cái vòng cầu nè. Mình làm cái vòng cầu, mình làm cái tiểu cảnh ở đây, mình để hình chữ nhật đó bà con. À. Em góp ý thôi nha, bà con xử lý sao xử nha. Tháo bỏ khúc này. À. Cây rất sung nha bà con. Rồi em cho cái thông số. Chiều cao là 95. Chiều bay là 120. Cái này hai bệ nó dính liền nha bà con. Em đo một thân nha. Một thân đây là 10, 11. Bệ này em không khai thác xuống nè. Rồi đường kính bầu này là 36. À, cái bệ dính liền nha bà con. Dính liền bà con ơi, không tách được rồi. Rồi cái này xin Zalo với bà con giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 7 là cây mai vàng nha bà con. Cây này
Mặt bông thì em không biết nha. Cây này mười mấy năm rồi đó, chủ nhà báo mười mấy năm có nhiêu đó bà con. Tại ta trồng chung với mấy cây nhãn á, nó bị gặp thiếu ánh nắng á, nó bị đẹp. À, cây này nó dáng thú luôn nha. À, ha, nó rất có duyên bà con. Về mình ghép vô. Rồi em cho bà con cái thông số nha. Cao là 40. Cái hoành thân là 16. Bộ đế nó rất có duyên nha bà con. Tổng bình đế 32. À, đế còn nha, em không khai thác nha. À, độ sỏm nó là 12. À, đường kính bầu này là 30. À, cây rất có duyên bà con. Cái này em xin giao lưu với quý bà con, giá là 600k, em bao ship toàn quốc nha. Tiếp tục đây là cây mã số 8 nha bà con. Mã số 8 này cũng mai vàng. À, cây này nó có cái giọng lắc nha. À, nào giờ mới thấy cây mười mấy năm mà có nhiều. Nó lên xù luôn bà con ơi, nó bể xù nữa đây nha. Bể xù nách hết rồi. À, nó có cái đuôi ở đây cũng khéo nha bà con. Cây rất có duyên cây này. Rồi em cho cái thông số nha. Cao là 45. Hoành thân là 21. Nơi đây là 26. Đường kính bầu này là 30. À, cái này xin giao lưu với quý bà con, giá là 700k, em bao phí ship nha. Tiếp tục đây là cây mã số 9 nha bà con, cũng là mai vàng. Cái bộ đế nó như con ốc sên vậy nha bà con. À, đây rất đẹp nha, nó nguyên một cục nha bà con. Rồi em báo qua thông số. Cây này cũng chung lứa với mấy cây kia nghe bà con. 50. Nơi đây là 15. Tổng hoành đế nguyên một củ của nó là 40. Củ đặc sệt luôn nha bà con. 26. Đường kính bầu. Cái này bà con thích chơi form này thì chơi, còn không mình tăng thấp xuống rồi tới đây ghép vô hai bo chơi nha. Nhưng mà mấy chi cành này nó cũng đẹp nè bà con, uống rất là nhịp nhàng. À, cái này xin giao lưu với quý bà con, giá là 800k, em bao phí ship nha. Tiếp tục đây là cây mã số 10 nha bà con. À, mã số 10 này cũng cây thuộc dạng dáng bonsai nha. Cây này bonsai để bàn là hết sảy bà con ơi. Bộ đế nó đây bể xù luôn nha, cây này bể xù á, cái vàng đây bể xù hết rồi. À, đây bể hết nha bà con. Rồi em cho bà con cái thông số. Cao là 35. Nơi đây là 15. Nơi đây là 27. Tổng hoành đế này là 34. Đường kính bầu 28. Cái này xin giao lưu với quý bà con, giá là 750k, em bao phí ship nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 11 nha, cũng là mai vàng nha bà con. À, bộ đế nó nguyên một cục nha. Chung lô cây này đế khá khá không nghe bà con. Nó lên xù luôn, mấy cái mấy thân này đầu lên xù hết. Chiều cao là 37. Vị trí nơi đây là 18. Vị trí nơi đây là 23. Tổng cái củ đế này là 41. Đường kính bầu là 31.
Cái này xin giao lưu với bà con giá là 550k, em bao phí ship. Rồi tiếp tục, đây là cây mã số 12. Cây này cây rắn thú nha bà con. À, ở đây nó có một cái như con lạc đà, có cục bú ở đây nha. Cao là 30, bình thân là 21, cái mình là 25, chiều dài con thú này là 33, độ cao của bộ đế nó là 14, đường kính bồng này là 55. Cái này em xin giao lưu với quý bà con gần xa giá là 1 triệu, em bao phí ship. Tiếp tục, đây là cây mã số 13 nha bà con. Mã số 13 này cũng cây mai vàng. À, cây một cốt nha, bộ đế rất lực nha, cây khỏe, cái này cây dảo nha bà con. Cao 42, hoành thân là 32. Cây này lớn xác lắm nha bà con. Chiều cao là 7, ủa tổng bình đế là 77, đường kính bầu này là 45. Đế lực nha bà con. Cái này xin giao lưu với con gần xa mình giá là 1 triệu, em bao phí ship. Rồi tiếp tục, đây là cây mã số 14 nha bà con. Mã số 14 này là cây mai vàng. À, bộ đế nó cao nha. Về mình ghép hai bo vào chơi nha bà con. Bà con nào mới tập chơi tham gia cái lô cây này nói chung là rẻ nha. 30 chiều cao. Nơi đây là 21. Cái độ sỏm đế là 14. Cái đường kính bầu này là 30. Cái này xin giao lưu với bà con gần xa giá 400k, em bao phí ship nha. Rồi tiếp tục, đây là cây mã số 15, cũng cây mai vàng nha bà con. Cây này cái thân nó nhậm xù rồi. À, một cốt lên nha. À, cái này ghép hai bo vô là chơi thôi nha bà con. Cây em bao sống bao ship nha. Rồi chiều cao là 39, hoành thân là 17, tổng bình đế là 45, đường kính bầu là 32. Cái này xin giao lưu với quý bà con giá là 350k, em bao phí ship. Tiếp tục, đây là cây mã số 16 nha bà con, cũng là mai vàng. À, bộ đế nó cao nha. Cao 35, hoành thân 20-21, độ sỏm là 24, đường kính bầu 30. Cái này xin giao lưu với quý bà con gần xa giá 500k, em bao phí ship nha. Rồi tiếp tục, đây là cây mã số 17 nha bà con. Mã số 17 này là cây mai vàng rắn quái nha. Cây khỏe nha, đâm chồi hết. À, bộ đế cũng quái nha. Cái cọng này em chừa nghe, về bà con cứ gị nó xuống thôi, chứ đừng có bỏ uổng lắm. À, cây này cuối clip em nha bà con. 39 chiều cao. Ở đây nó có cục bú đây ngộ lắm. 25 ngay cái cục bú. Nơi đây là 23. Độ nó sỏm là 15. Đường kính bầu này là 34. Cái này xin giao lưu với con giá 450k, em bao phí ship nha. Rồi cũng cuối clip em chân thành cảm ơn quý bà con anh chị thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ. Em mong quý bà con anh chị mình tiếp tục ủng hộ nha. Địa điểm đây là khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0918864850, và đó cũng là Zalo em nha. Mọi chi tiết liên hệ thương lượng qua số điện thoại đó giúp em. Nếu bà con thấy kênh hay, xin bà con đăng ký kênh Năng Lượng Tích Ca để kênh ngày càng phát triển hơn, để kênh phục vụ những cái cây độc lạ cho bà con nha. Rồi em xin chào.